Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 67 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 67. Trương Bệnh Hoa đi rồi, Tớ nhìn một lượt không tìm được Diệp Dũng Nhiệm vụ thất bại Là tiểu lực đi rồi Khi đi mang theo đống chứa lợi phẩm Lộ đệ bằng lên núi gọi Trương Vân Hai người cũng đi Lục xuống núi nhìn thấy Diệp Dũng đi qua đi lại trước cổng chạy Trình cầm thiên vẫn ở trên núi cùng Lưu Thúy Vân Xe vẫn đâu ở đó Đoán chừng ý bây giờ khó mà mặt dày đi tìm người ta được Trương Vân chào Diệp Dũng Lộ đệ bằng thi chẳng trao lấy một câu Đóng bội cửa sổ xe lại mới thở vào Trương Vân nói với Trình Cầm Thiền rất không vui Giờ lại thấy Diệp Dung khó xử thế này Xem ra hai người họ có tình cảm với nhau thật Lôi đại bằng biểu môi khinh bỉ Kệ anh ấy Đây là kết quả của việc sáng tân chiêu sở Đứng núi này trông núi nọ Cuối cùng đến sợi tóc người ta cũng chẳng có Nào như anh chỉ thích mình em Sư vô sĩ này làm Trương Vân vui cực Quên luôn Diệp ca đáng thương Diệp Dũng lúc này đúng là rất phiền muộn vừa mới thắp lên được ngọn lửa hy vọng thì đám anh em đùa nhau lao vào dập lấy dập để lại còn tống tư oánh nữa sớm không tới muộn không tới lại tới đúng lúc này giới thiệu cái gì mà giới thiệu chứ diệp dũng tức tới muốn đánh người khó khăn lắm áp được lửa giận xuống thì có điện thoại vừa thấy số tống tư oánh y nổ không quát vào làm gì thế chuyện của tôi cô đừng xen vào giới thiệu cái gì mà giới thiệu mỹ nữ trí thức giai lệ nước nam cái gì vơ và vơ vẩn thích làm gì thì làm đứng tới làm phiền tôi Nói xong cúp điện thoại Hậm hực nhìn lên núi Đầu đi có nên giải thích cho Trịnh Cầm Thiên hay không Hay là dỗ dành vài câu Suy đi nghĩ lại Không thấy cách nào thích hợp Đó không phải là cô gái ngực to não đỗng Nói ngọt vài câu là xong Lại có điện thoại Vừa nhìn là Ninh Giai Diệp Dũng bực lắm Nhưng vẫn phải nghe máy Chuyện gì thế Không phải là anh nói tìm em sao à Chuyện gì mà gấp vậy Anh đang bận lắm Thôi đi Anh bận cái gì mà bận Em thấy anh đang lang thang trên núi kia kìa Ninh dài trong điện thoại ai oan nói Diệp Dũng cả kinh Quay đầu nhìn bốn phía Xe đỗ ở trên đường rời núi không xa Chẳng biết là chưa đi hay đi rồi quay lại Chứ nói với Diệp Dũng Chuyện đau tiên nạc sắp khai trương công ty Có lời mời Hình như còn có tâm sự muốn nói với Diệp Dũng Có điều Diệp Dũng thấy Trinh Cầm Thiên Ở đó nên đối phó qua loa vài câu Không ngờ cô vẫn còn đợi Ý chỉ đành đi tới Diệp Dũng tới gần xe Ninh dài từ ghế phụ lái nhảy xuống Từ hồ bị ủy khuất lớn lắm Nằm đấm nhỏ đấm y thùng thục như mưa Mắng Bận cái gì mà bận Không phải là không muốn để ý tới em không Em trêu chọc gì anh chứ Được được Không trêu chọc gì cả Là anh sai Có chuyện gì nói cho anh biết Giúp được anh sẽ giúp Dịp Dũng bụi giữ lấy hai tay Ninh dài Không biết cô gái anh từng là mối tình đầu của y Làm sao Trước kia luôn giữ khoảng cách Hôm nay không những chủ động tìm mình Lại còn đợi mình Càng bất ngờ hơn nữa Vừa nói tới giúp Ninh dài như bị cảm động bị mắt trưng trừng suýt rơi lệ Vòng tay ôm Diệp Dũng đau khổ nói Em thất tình rồi Nào nào vào xe Thông thả khóc nào Diệp Dũng bị sự kích động của Ninh Giai làm lung túng Vội vào xe Ngồi ở ghế phụ lái bài đa dáng vẻ Nghiêng tai lắng nghe Đồng thời đưa khăn dây tới Đợi cô lau nước mắt nước mũi không dám hỏi nhiều Trong ấn tượng của Diệp Dũng Ninh Giai là động vật đơn bào Đối xử tốt với cô Cô đối xử lại càng tốt Là cô gái ngốc không có năng lực phân biệt người Đặc biệt là nam nhân Như thế không bị lừa mới là lạ Có điều tương ứng với đó là tính cách cô gái này rất tốt Là cô gái tốt tới không có nguyên tắc Làm y không đành lòng bỏ lại Liên tục đưa giấy Diệp Dũng phát hiện ra Hôm nay Ninh Giai lên núi hẳn là tìm đối tượng tâm sự Với y bây giờ mà nói Cô giống như đứa em gái ngốc nghếch vậy Cẩn thận hỏi Dài dài đừng chỉ khóc chứ khóc không giải quyết được vấn đề có chuyện gì nói cho anh biết em học em ba gặp một soái ca sau đó em rất thích anh ấy hắn thích em không có thế không phải tốt à hu hu không hỏi thì thôi hỏi một cái là đau khổ vô hạn dịp dũng đè nén không biết phải khuyên ra sao tám phần bị bội bạc rồi lại thêm cần thận hỏi Hắn vứt bỏ em à Ninh Dài lắc đầu lau nước mắt Vậy cha mẹ hai bên không đồng ý à Ninh Dài vẫn lắc đầu Vẫn lau nước mắt À anh biết rồi Hắn giấu em tìm một tiểu tam Trần đạp hai thuyền Thằng chó đó để anh đi đập nó một trận Diệp Dũng bừng tỉnh Đây là bệnh chung của nam nhân Không ngờ Ninh Giai vẫn lắc đầu Vẫn lau nước mắt Thế này thì nằm ngoài năng lực của ý rồi Tất cả tình huống đều đoán rồi thì làm sao Hắn không vứt bỏ em Cũng không phải là cha mẹ có vấn đề Người ta cũng không tìm tiểu tam Là nam nhân tốt Làm sao mà phải khóc Hu 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 Ninh dài lại khóc một trang dài Nhào vào lòng Diệp Dũng Nó đã can nguyên Anh đoán không đúng Em quen người ta nửa năm mới phát hiện ra Mình là tiểu tam Em phải làm sao Diệp Dũng nhất thời Ngực tắc nghẹn Quả nhiên vấn đề này Y không đoán ra nổi Chỉ cô ngốc nhìn Ninh dài mới gặp phải được rồi, người ta không gốc thì đã chẳng đi tìm mối tình đầu tâm sự loại chuyện này. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy một loạt, vấn đề phi thường Diệp Dũng không thể dùng cách bình thường giải quyết. Đây là chuyện tốt, em khóc cái gì? Tốt, tốt cái gì mà tốt, anh thật đáng ghét, trêu người ta. Em đừng khóc, nghe anh nói đã. Theo điều tra về hôn nhân hiện đại, tỷ lệ ly hôn cao chủ yếu là do tiểu tam. Một đôi tốt tới mấy cũng không chịu nổi chia rẽ, trừ khi em là loại tiểu tam không nỗ lực. Bản thân em không nỗ lực thì em khóc cái gì Ninh dài chớp đôi mắt ẩn nước Đoán chừng là lần đầu tiên nghe thấy lời án nổi quá dị như vậy Dù sao cô không khóc nữa rồi Chăm chú nhìn Diệp Dũng Lúc này cô mới phát hiện Mối tình đầu hoang đường thời học sinh Tự hồ nhiều năm sau vẫn còn lại bóng dáng Khi đó cô đã si mê chàng trai này Còn bây giờ Thời gian xóa mờ đi rất nhiều thứ Nhưng đáy lòng cô vẫn ẩn chứa hình bóng của y cụ người đa bị người ta ôm trong lòng dỗ dành tình cảm cũ dâng lên làm có chút mê muội đừng nhìn anh như thế anh già rồi không hợp với em nữa chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi diệp dũng nâng hai bên má khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của ninh giai nếu em thật lòng thích hắn thì đừng sợ có ai ở giữa ngăn cản anh hỏi em tình hình hắn thế nào kết hôn chưa chưa có điều anh ta và bạn gái thành đôi nhiều năm rồi quen em mới có mấy tháng Thế thì có gì đâu Chẳng qua là bạn gái trước Dù là vợ trước cũng bị tiểu tam đuổi đi thôi Quan trọng là quyền chủ động phải nằm trong tay em Nếu em không thích hắn nữa Hắn là cái thằng mới nơi cũ Bạc tình bội nghĩa Em đá hắn đi là được Nếu em vẫn thích hắn Tức là hắn tròn tốt bỏ kém Bảo hắn đá bạn gái đi là được Đơn giản mà Nước mặt nữ nhân là vũ khí tốt nhất Có điều em để dành cho hắn đấy Diệp Dung lấy ngón tay cái Quyệt đưa nước mắt trên cỏ má mịn màng của Ninh Giai Ninh Giai đang khóc lên phi cười có đều lập tức lại giàu môi Cơn giận chưa hết Kể lại câu chuyện hai người Nói lãng mạn ra sao Nói mỹ hảo thế nào Ai mà ngờ cuối cùng phát hiện ra chỉ là giả dối Làm sao không thương tâm cho được Diệp Dũng bảo Có gì mà thương tâm Em thanh thuần như vậy còn có tình sự với anh Chẳng lẽ không cho người ta có chút tình sự Vẫn ngộ là trước khi gặp em Nhìn xem có bạn trai mới rồi Vẫn nằm trong lòng bạn trai cũ không lóc kể lệ Để người ta ôm ôm ấp ấp Coi như cũng trả thù rồi một câu làm ninh dài á khẩu mới nhận ra mình đúng là chui vào lòng diệp dũng từ bao giờ lại đấm diệp dũng vài cái có điều nghĩ kỹ thì mang tâm tư mặt không thấy lòng thanh tịnh là hơn thời này nữ nhân giữ thân như ngọc cần tuyệt tích rồi chẳng lẽ có nam nhân một lòng một dạ một bên dục hết tâm sự thổ lộ một tỳ dùng ly lẽ meo mó an ủi dù sao thì buồn bực xu đi không ít diệp dũng sự cô bé này tâm tình không tốt lái xe sẽ ra sự cố trao đổi vị trí lái xe đưa ninh giai về biệt tự hoa viên khi xuống xe y ném lại chìa khóa cho ninh giai ở ghế phụ lái cứ làm theo anh dạy em thích thì cứ cướp bê trực tiên cứ hạnh phúc cho bản thân đã rồi tính đừng nghĩ nhiều theo em nói thì là hắn lừa em lừa gì chứ chứng tỏ là hắn thích em một ngày hắn không lừa em nữa thì tới lúc phải nói bye bye rồi ờ cứ thế nghĩ thoáng chút có lẽ là lời khuyên có tác dụng có lẽ là chẳng phải do ăn đuổi mà vết thương tự lành Ninh dài xuống xe đưa chìa khóa cho Diệp Dũng bảo y lái đi Diệp Dũng nói muốn vào thành phố làm vài việc Không cần dùng xe đưa Ninh dài tới cửa nhà Tích tắc mở cửa Ninh dài quay người bất ngờ ôm Diệp Dũng từ phía sau Lại nhón chân kéo đầu y xuống Tìm môi y trong một nụ hôn ướt át Sau đó u oán -an nói Anh luôn tốt với em nhất Vì sao về sau không theo đuổi em Vị trí của em trong lòng anh quá cao Anh không dám nghĩ nữa Lúc đó Diệp Dũng chỉ có thù hận không muốn cô bé đơn thuần này có chút dính dáng nào tới Về sau thì đã có quá nhiều chuyện xảy ra khé thoát khỏi vòng tay mối tình đầu Không ngờ Ninh dài ôm càng chặt Lừa dối vì anh thích chị đau đau Đừng nghĩ em không nhìn ra Chị ấy có cả đống bạn trai Ai cũng đẹp trai hơn anh Câu này rõ ràng là báo thù của cô ngốc Diệp Dũng bị Ninh Giai đẩy ra Y thấy Ninh Giai buồn bã khép cửa lại Lòng cảm xúc ngột ngang làm y không thể nói đó được Sao lại loạn thế này chứ Có lẽ đúng là loạn thế đấy Đối với cô gái nhà giàu chẳng lo cơm áo Có tình yêu chính là sự nghiệp Có lẽ là mong toàn bộ xoái ca mình gặp Đều ngã dưới váy mình Diệp Dũng nghĩ tới đó bật cười Mình cũng từng thần phục dưới váy cô ấy mà Xem Linh Giai thất tình nên gặp mình tìm lấy chút án ủi Cô ấy tìm được đôi Còn mình thì sao Diệp Dũng lắc đầu thông đà đi bộ rời tiểu khu Đi rất lâu Đi từ chiều tiêu hoàng hôn Từ trong vô thức từ khi báo thủ xong tới nay Y mất phương hướng rồi Khi hết thầy đã đặt dấu kết thúc Y không biết con đường dưới chân nên đi về phía nào Mình là ai Mình từ đâu tới Mình muốn đi đâu Trên con đường tấp nập người qua lại Diệp Dũng vô thức nghĩ tới ba vấn đề triết học mà tá Nam Mạ nói Khi đó Y nghe chỉ coi như nói vui Chẳng hề để trong lòng Có điều bây giờ tự hồ sinh cảm ngộ Vì vấn đề đơn giản này Nhưng ngộ ra được không phải là đáp án Mà ngộ ra mình cũng bị giam trong cái lồng vô hình Y cố gắng nhớ lại tiết đọc khó quên nhất thời đại học Khi đó y ngây ngất trong phong tình sư tỷ Chẳng để ý chuyện khác Khi đó tả năm mà đứng trên bục giảng Hằng hái giảng Khi chúng ta đứng trên đỉnh núi cao Đối diện với bầu trời bao la Sẽ có cảm giác trống rỗng Sẽ có cảm giác thế giới này là hư ảo Hoặc như chúng ta đứng ở đô thị náo nhiệt Giữa rừng tòa nhà bê tông cốt thép trọc trời Bị nhấn chìm trong biển người xa Chúng ta chỉ là hạt cát không đáng chú ý Định sẵn sẽ theo quy tích sinh lão bệnh tử đi hết cả đời Khiến chúng ta mất đi cảm giác tồn tại không nhiều trong hư vô Diệp Dũng ngây ra đứng đó trong vô thức Tự hồ thế giới bên cạnh mình và mình đều không tồn tại Y không biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì Nên mới liên tục tìm chuyện mới mẻ để làm Nhưng đổi lại vẫn là sự trống rỗng Y từng tồn tại để báo thù Giờ báo thù không còn ý nghĩa Ý nghĩa của bản thân cũng biến mất Điện thoại của Tấn tư quánh gọi tới Y căn bản không nghe thấy có lẽ anh ấy tức giận thật rồi Tống Tư Oánh đặt điện thoại xuống Tay úp thìa cốc cà phê thấm màu đã nguội Em không nói trong anh ấy người muốn gặp là ai Nếu anh ấy biết Em đảm bảo chưa đầy 10 phút Anh ấy sẽ từ trên trời xuất hiện Người nghe cười Cười như núi xanh tổ lá biếc Như mùa hoa hạ hé nhụy Nụ cười đó tựa có một ma lực làm người ta phiêu diêu Giờ thì Tống Tư Oánh đã hiểu Vì sao dịp chúng lại si mê tả di dĩnh Cô tự như khối ngọc được đeo khắc tỉ mỉ không làm ra tí vết nào Mỗi ánh mắt nụ cười đều diễm lệ mê người Dù là nữ nhân cô cũng, cũng muốn thấy gần gũi Chị Hy Dĩnh Chị đã tới đây rồi lại không định gặp anh ấy à Tống Tiểu Ánh dày dặn hỏi Tôi tới đây không phải vì cậu ấy Mà là để tham giáo sư Tống Chính là giáo sư Tống Thành Dương của trường các em đấy Còn về cậu ấy à Tôi cũng không biết nên nói thế nào Thực ra hai chúng tôi luôn là hai người bạn bình thường Chúng tôi không hiểu nhiều về đối phương Giờ không gặp bình thản và gặp đồ lung túng Tôi thấy nên chọn cái đầu Tại hy dĩnh hai tay vật chéo đặt lên bàn Mặt thoáng lướt qua cửa sổ khách sạn khai lái duyện Nhìn thành phố đã có phần xa lạ Thực sự quên được sao Chính cô cũng không nói rõ được Đôi này đúng là kỳ cục Tống tư ánh đang nghĩ như vậy Cô khó khăn mới liên hệ được với giáo sư tả và tả hy dĩnh Trùng hợp thế nào Tả hy dĩnh trực tiếp tới lộ trông gọi điện cho cô Làm tống tư ánh mừng quá nỗi Xong cô lập tức phát triển ra Mình vui mừng hơi sớm rồi Hai người đó hụt hoặc có nguyên do từ lâu Diệp Dũng không chủ động đi gặp Tà Hay Dĩnh cũng không chủ động gặp y Ai chủ động đưa ra lời mời đều khó mở miệng Nhưng Tà Hay Dĩnh rốt cuộc Vẫn còn nhớ nhung Luôn nghe ngóng tin tức về Diệp Dũng Vì thế mà Tống Tung Oánh Tựa đùa cợt đưa ra chú ý xấu này Tà Hay Dĩnh cũng ngầm chấp nhận Cây cơ giới tiểu mỹ nữ của Tống Tư Oánh Không ngờ người ta không tới Bây giờ hay rồi chẳng thèm nhận điện thoại luôn tổng Tư quán sợ khéo quá hóa vùng Không dám đem tin tái dính tới nó cho Diệp Dũng Thành ra giờ hai người ở cùng một nơi lại chẳng gặp nhau Em thấy anh ấy không buông bỏ được chỉ Từ khi ở bên trong đó ra liền biến thành người khác Nói chuyện rất ít, cười đùa càng ít Người xung quanh anh ấy bao gồm cả em Bốn chẳng hề quen biết Vì anh ấy mới tụ lại cùng một chỗ Anh ấy dẫn dắt bọn em đi tới không ít thành công Đồ khô lộ phong đã rất nổi tiếng Thịt lừa ngâm hưởng mát trại là thương hiệu số một lộ châu Nhà máy nước tinh khiết ở Nhạn Lạc Bình từng bước đi vào quy đảo Còn có nương tử dấm đang đình đám khắp nơi Cả nhà gỗ hưởng mắt trải thu hút khách phương xa Anh ấy đang không ngừng khiêu chiến bản thân Nhưng không bù đắp được tiếc nối trong lòng Chị Hy Dĩnh Chỉ đất để bụng chuyện anh ấy từng vào đó sao Tổng tư anh hỏi Nếu tâm kết là chuyện này thì chẳng ai giúp được Tôi không biết phải trả lời em thế nào Có điều chuyện giữa hai chúng tôi không dễ nói rõ ràng chúng tôi quen nhau một cách tình cờ nhưng rất vui vẻ tôi chưa từng được trải nghiệm những niềm vui bình dị như vậy cậu ấy đưa tôi tới miếu thành hoàng ăn canh lòng nhảy đại chúng đưa tôi tới công viên đường đầm tôi đánh nghĩ mình hiểu cậu ấy dù cậu ấy chẳng có thành tựu gì có lẽ tôi cũng bình hòa tiếp nhận trong mắt tôi cậu ấy là người rất đơn thuần rồi một ngày tôi nhận ra chuyện không đơn giản như tôi nghĩ tất cả chuyện cậu ấy làm rồi con người cậu ấy tôi hoàn toàn không biết gì nếu là em em có cảm giác như thế nào Tại hy Dinh khẽ nói ra hoang mang trong lòng, đương nhiên là cảm thấy bị lừa dối đôi. Khi phát hiện người đất quen thuộc lại làm ra bao chuyện không thể hiểu nổi, cảm giác sẽ không hề tốt. Dù người đó có lý do để làm thì người thường cũng không hiểu được. Huống hồ những chuyện diệp dũng làm thực sự khó tiếp nhận được. Tống Tư quánh trầm mặc, ngay cả cô cũng không thể nói là mình hiểu hết diệp dũng. Với chị không định gặp anh ấy nữa à? Tùy duyên đi cho dù chúng tôi thành đôi cũng chưa chắc là một đôi hạnh phúc cảm ơn em tiểu tống tà hí dĩnh nhẹ giọng nói trong âm thanh uyên truyền đó không gây đau vui buồn khuôn mặt điềm tĩnh ấy chẳng có chút bi hỉ nào ôi diệp dũng tên đó không biết bỏ lỡ cái gì đôi vậy mà không nhận máy của mình có điều nhìn thấy cử chỉ ưu nhã cách ăn nói tiêu chuẩn của tà hí dĩnh cảm giác như tiên tử xuất trần còn diệp dũng đó đang là thổ phỉ sơn giã có khi bỏ lỡ chưa chắc không phải là chuyện tốt Hương má trại vẫn yên tĩnh Buổi chiều không có chuyện gì Trình Cầm Thiên ở trong gian nhỏ gỗ to nhất ngủ trưa Sau đó nói với Lưu Thi Vân Mượn cớ đưa trà cho cô đằng Rất thích nơi này Định ở thêm một ngày mới đi Lưu Thi Vân tất nhiên phải chiếu ý khách Có điều cô biết tâm kết của giám đốc trình Diệp dùng ném người ta ở đó Cả chiều chạy biệt tâm Thật không hay Dù sao phải có một câu khách sáo chứ Có điều chuyện này cô không can thiệp được Sắp tiết rồi Nơi này cũng thanh nhàn bốn giờ hơn lại có hai đôi tới trò chắc là thấy tuyết sắp tới nên ở lại đợi chơi trượt tuyết khi mặt trời xuống núi lại có khách tới một cô gái đeo khăn quàng đi vào hỏi bà chủ con phòng không con chứ lưu thi vân gần đầu lên đồ xứng người giọng nói rất quen nhưng mà không nhớ ra cô nhìn khách chăm chăm đối phương từ từ cười khăn choang. lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc nâu hoạt rẻ hơi quan thời thượng thi hoa không ngờ quên tôi rồi đáng đánh. Á, à, Hoa Đình, cô cô, cô về từ bao giờ? Lưu Thi Vân mừng rỡ, không ngờ là bí thư chi đoàn cách hai năm không gặp lại trở về. Vừa mới về thôi, tới thăm cô đấy, xem nào, bà chủ hay béo nhé Vương Hoa Đình ôm Lưu Thi Vân, hai người ôm mặt nhau, nhìn sao cũng không đủ, tay nắm tay vừa hét vừa nhảy, còn vui hơn cả hồi ở trường. Bạn lâu ngày tới, tất nhiên châu đã tốt nhất. Một căn nhà năm 60 chục mét vuông lớn cỡ nào, khả năng Vương Hoa Đình khó mà tưởng tượng được. Mặc dù trong lòng đã sớm có định nghĩa là nơi đơn sơ song nhận thức nhanh chóng bị lệt nhào. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm Đều rất tinh xảo Dưới sảnh đường còn trao bức tranh chữ trăm năm hòa hợp Tuy viết bằng lối chữ quân thảo Nhưng chẳng biết vì sao có nhìn một cái là nhận ra chữ của Diệp Dũng Đi gần lại xem đúng là thế Trà kỳ làm thủ công bằng gỗ Đều khác bách thú đồ Trông như món đồ cổ Nghe sofa cũng là tác phẩm thuần thủ công Lưu Thi Vân giới thiệu Nơi này vốn là lão đại của cô làm cho bản thân Để lên núi tắm nắng Có điều coi như quà tân hôn tặng cho tư mộ hiền rồi Phòng ngủ không lớn Bàn kế cửa sổ đặt một cái laptop cũ Trong đó ghi lại toàn bộ cuộc sống Sau khi kết hôn của Lưu Thi Vân Mà Vương Hoa Đình thì hứng thú nhất Chính là ngày cướp dâu huyết nào đó Cô nắm tay Lưu Thi Vân hỏi không ngừng Ngập lại bạn cũ kể lại chuyện quá khứ Lưu Thi Vân lúc khóc lúc cười Vương Hoa Đình nghe một xúc động không thôi có chút trách móc Vì sao không nói cho tôi Vì sao đứt liên lạc Tôi còn cho rằng thời gian trôi đi Quan hệ mọi người cũng trở nên phai nhạt Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy Khi đó tôi tuyệt vọng rồi Gả bừa đi Sống qua loa cho hết cuộc đời Con người tự như kẻ ngốc vậy Tôi không ngờ bọn họ lại tư cướp dâu liều Thi Vân lau nước mắt hoan hỉ nói Một cô gái bình thường vậy mà Lại gặp chuyện tuyệt đại đa số người trên đời này Không thể nghĩ tới Dù nhắc lại vẫn khiến cô cảm xúc anh ấy cứ thế ngang ngược cướp tôi về Còn phái lô đại bằng Dẫn hai tên béo đóng giả gian phu phát tan nát hôn lễ ở Cao Gia Giống như tờ đại học anh ấy bài trò phá phách vậy Không ai cản nổi Làm tôi thành danh nhân trong huyện Vì sao nhà đó có tìm cô gây khó dễ không Vương Hoa Đỉnh lo lắng hỏi Không Lão đại từng trước hết rồi Anh ấy đã xử lý hết rắc rối. Liệu Thi Vân chẳng thương gì nhà đó Chính họ vòng vèo bày đổ trò tác động lên cha cô nhạc tới Diệp Dũng cô hết sức sủng bái Trước đó cho tôi vì chạy công việc cho tôi bỏ ra 8 vạn Trong đó có gần nửa là đi vay mượn Về sau vị huyện trưởng kia điều nhiệm thành bí thư khu khai phát Vậy mà chẳng biết làm sao mà anh ấy đòi lại được Chuyện này Vương Hoa Đình hiểu ít nhiều Không có lắm đâu Người làm quan sự người ta gây chuyện Họ cướp dâu gây thành thế lớn như vậy Nhưng một cái là biết ác nhân Ai dám ăn bẩn tiền của cô nữa Huống hồ thêm danh tiếng một người từng vào trại của Diệp Dũng Hẳn đủ dọa ông ta Liệu Thùy Vân rõ rằng Sau chuyện kia đã thay đổi nhiều lắm Ác thì cứ để ác đi Còn tốt hơn sống lưng thiện bị người ta bắt nạt Hoa Đình Đừng chỉ hỏi tôi Nói về cô đi Hai năm rồi cô sống thế nào Chẳng thế nào cả Đi xa một cái Đại bộ phận thời gian chỉ có nhớ nhà Tha hương đất khách Sống đất buồn tẻ Chẳng được đặc sắc như cô Bương Hoa Đình nói lướt qua Nhưng giọng rất bình thản chứng chặt Có lẽ cũng không có gì để than phiền Thân phận của cô ở Lộ Châu còn tính là tiểu thư nhà quan Chứ đợi Lộ Châu e không là gì trong mắt người khác sao sao được cô không biết tôi khổ thế nào đâu Đúng là không sao được Bây giờ cô thật hạnh phúc Điểm này Lưu Thi Vân không phủ nhận Bất kể công việc hay hôn nhân Đều không có gì chê trách Có chỗ dựa vững vàng Cô sống rất yên tâm Chỗ dựa này chính là lão đại Sao cô lại về thế Năm ngoái đâu thấy về Bữa Hoa Đình trở nên nghiêm túc Cô không biết giáo sư Tống bệnh nặng gì Thấy cô sống hạnh phúc thế này Chắc chắn là không biết rồi Ở trong nước không nhận ra Khi tôi đã nước ngoài mới biết Ảnh hưởng của giáo sư Tống rất lớn Ở trường tôi học Có 6 người ở Lộ Châu Trừ một người sinh ra ở nước ngoài Còn lại đều biết giáo sư Tống ba người còn là học sinh của ông ấy Cùng cả tôi Tiến thức ông ấy bị bệnh nặng Chuyển đi trong đám học sinh của ông ấy Du học sinh các nơi đều quay về Tôi xung phong làm đại biểu cho khu của mình Ảnh hưởng lớn thế sao tôi không thấy Liệu Thi Vân ngạc nhiên Khả năng còn lớn hơn cả trong tưởng tượng của cô đấy Vào thập niên 80 Ông ấy lập ra một quỹ hỗ trợ phi chính phủ Đem đại bộ phận tiền lương, nhuận bút và thu nhập khác Toàn bộ dùng trợ giúp học sinh nghèo có hoàn thành học tập Tới giờ đã hơn 30 năm Cô nghĩ mà xem có hơn cả tuổi chúng ta Chứng đó thời gian có bao nhiêu người được giúp đỡ Vương Hoa Đình kính phục nói Khi ở trong trường không ít lần nghe nói Giáo sư Tống quyên góp toàn bộ sách sưu tầm được Ra trường mới biết chuyện ông làm không chỉ có thế Hoa wow, thật vĩ đại Lưu Tuy Vân thốt lên Cũng chỉ có thể nói vậy thôi Cũng không phải học sinh của giáo sư Tống Cảm xúc không nhiều Lúc này trời đã muộn Nếu tự hưởng bắt trải xuống núi tới thành phố ăn cơm Đối về đây sẽ tốn không ít thời gian Lưu Thi Vân gọi điện an bài tứ mụ hiền giúp mình trông trải lại bị vương hoa đình trêu gạo là áp trại phu nhân liễu thi vân thản nhiên tiếp nhận nước sôi liễu thi vân pha trà chuyển sang đề tài thoải mái hơn hoa đình chỉ hai chúng đã ăn cơm thôi thì buồn lắm hay là gọi cho lôi ca nhé vương hoa đình nhớ tới chuyện bị lôi ca theo đuổi trước kia nghe mà sợ này cô tha cho tôi đi lôi nhị vẫn thế à liễu thi vân phì cười coi thường người ta hả Bây giờ là cán bộ văn phòng tinh thần văn minh Có cả bạn gái là hoa khôi cảnh sát Tin không Thế á Vậy phải gặp mới được Nhưng hôm nay muộn rồi Hôm khác Vương Hoa Đình nhìn hiện trường kết hôn trên laptop Xem tới đoạn lên ngựa cướp dâu Thấy một gương mặt quen thuộc Cô vô tức ấn tạm dừng Đó là Diệp Dũng buộc khăn trắng Đang giúp người anh em bế thuy bên lên ngựa Nụ cười ấy vô cùng quen thuộc Dường như kéo cô quay lại ký ức Gần 2 năm không gặp Anh ấy vẫn thế hay là thông báo cho anh ấy lưu thị vân hỏi nhỏ Vừa hoa đình giật mình quay đầu vừa rồi cô làm mà không nghĩ lưu thị vân có lẽ là một trong số ít người biết tình cảm không ai biết của mình chưa tay ảm đạm gần hai năm rồi nếu gặp lại sẽ là thế nào đây thế nhưng cô không gật đầu khả năng cô không tin lời tôi anh ấy và trước kia hoàn toàn khác rồi cô nghe chuyện kia chưa vì vào trại giam sau khi ra anh ấy đất khác Muốn hiền lành thế nào thì hiền lành thế đó Muốn thật thà thế nào thật thà thế đó ngay cả lời cũng không nói nhiều nữa Nhưng chuyện anh ấy làm ai cũng nhìn thấy Anh ấy làm rất nhiều Nhưng người được lợi nhất không phải là anh ấy Mà là tất cả những người xung quanh như chúng tôi Còn anh ấy không tốt lắm Vì sau đi hạ môn nghe nói bị con gái giáo sư Tảo từ chối rồi Tôi trở về không phải để xoa dịu trái tim bị tổn thương vì thất tình của anh ấy Tôi đoán chừng anh ấy căn bản không phải yêu Anh ấy cứ quen nghĩ tới những chuyện không thực tế thôi Tuy hiện giờ anh ấy kinh doanh thành công Nhưng tôi cảm giác anh ấy không vui Hoa đình Cô để bụng tình sự của anh ấy Hay là để bụng anh ấy có tiền á Liệu Thi Vân đi đọt nước Tôi quan tâm tới anh ấy Nhưng anh ấy căn bản không để ý tới tôi Vương Hoa Đình cắn môi Chưa chắc Đó là vì cô đi quá xa Nếu ở Lộ Châu anh ấy sao thoát khỏi được tay cô À phải rồi Hoa Đình Cô ở nước ngoài có bạn trai chưa Nghe nói bên đó cười mở lắm Phi Thúy Vân Tôi thấy cô mới là người thay đổi nhiều nhất đấy Giờ còn nghe ngóng cả chuyện này Tiểu Thúy Vân rụt rè ngày xưa đâu rồi nhỉ Hai cô gái cười đồ một lúc Vừa ngồi đình tốt của không nói ra được liễu Thúy Vân dứt khoát quyết định thay Gọi điện cho Diệp Dũng Không ngờ y tắt máy Hết cách cô gọi điện cho Tư Mộ Hiền Nói vì hắn tin này Để hắn nghĩ cách nói cho Diệp Dũng vừa Hoa Đình ở bên cạnh không phản ứng gì Liễu Thi Vân cười thầm mừng Hoa Đình tuyệt đối không phải vì muốn gặp cô mà tới đây Tú lửa tắt đèn cậu chạy làm gì Có người gọi làm tướng bộ hiền đang đi trên lối giật bắn mình Đừng đi nhá nhem Hai bên là cây cối đậm đạp Gió u u như sóng vũ Khá khiếp người Hắn quay đầu lại không ngờ là Diệp Dũng Còn đang đi tìm Tới nhà không thấy Vậy mà chẳng biết từ đâu nhảy ra Từ mội hiền đi tới Phát hiện Diệp Dũng thu tay ra sau lưng Hắn kéo tay Diệp Dũng liền thấy cánh hoa hồng phi cười Chà lão đại Đã lâu lắm rồi không thấy anh chơi món này đấy Chứ còn không à Suốt ngày chỉ nghĩ tôi làm ăn Quên mất cuộc sống là gì rồi Diệp Dũng cảm thấy chơi cũng chán rồi Cần nghiêm túc chút Từ mội hiền lại phát hiện Diệp Dũng còn thay quần áo mới Ui thơm thơm Không đón nước hoa hay dâu gội đâu Dù sao với lão đại lúc nào cũng đầy mùi mồ hôi Vậy là tiến bộ lớn Sau chiều anh lại chạy mất đi chuẩn bị chứ sao nằm mới rồi kiếm lấy bộ quần áo cắt tóc cạo đâu để mà anh khỏi mắng anh trông như thổ vị. bây giờ mục tiêu rõ ràng chưa cô ấy từ đất xa tới tìm anh đấy ừ anh nghĩ trong lòng cô ấy cũng có anh nếu không đã chẳng tới diệp dũng nghĩ thông đôi nắm bắt thứ ở trước mắt mới là quan trọng nhất còn cần phải nói sao trong lòng cô ấy luôn có anh mà Từ mụi hiền thở vào, xem nào vợ chồng mình lo thưa đôi Vậy cậu chúc phúc cho anh đồ xéo đi Đừng đi theo như bóng đèn thế chứ Diệp Dũng đuổi khách Vâng chúng lão đại mã đáo thành công Huỳnh đệ ở đây đợi tin mừng Từ mụi hiền dùng một câu nói trên giang hồ cư trộm về nơi châu đãi Có điều vừa ngồi xuống liền thấy không đúng Hình như Thúy Vân không gọi điện được cho lão đại Nên mới gọi cho mình mà Hỏng rồi hắn giật mình ngồi bật dây Trái ra cửa nhìn lão đại đi lên núi Chắc chắn là không biết vương hoa đình về Lật xem đăng ký ở trọ Thấy tên Trịnh Cầm Thiên hỏng rồi nhầm đôi mồm đang ngét chạy ra phải nói rõ thời điểm mâu chốt lão đại đừng phạm phải vấn đề tác phong sinh hoạt muộn rồi từ khi tư mộ hiền chạy lên hắn nhìn thấy cửa căn nhà gỗ lớn nhất mở ra diệp dũng cầm hoa hồng đứng ở dưới hành lang tư mộ hiền tát bản thân chan chát mình làm cái gì thế này nhầm rồi vậy mà mình còn ra sức cổ vũ một phen anh cứ định đứng ở cửa như thế à Trình Cẩm Thiên lời nhách ngồi co hai chân trên ghế sofa đối diện với lò sưởi cháy rừng đực đang dùng chiếc MacBook tiếng tính rào Tô hô dự đoán được sẽ có cảnh này xuất hiện chẳng qua là muộn một chút mà thôi Diệp Dũng khẽ khép cửa lại vừa đi vừa hỏi Em ăn tối chưa? Ăn rồi cảm ơn giám đốc Diệp quan tâm Trình Cẩm Thiên mắt nhìn Diệp Dũng mặc bộ vest màu xám lông chuột Không ngờ thù vì mặc vest trong phong cách lắm Tăng thêm vài phần phong độ lịch lãm Kết hợp vì khi chất giang hồ kia Thực sự mê chết người Cô trêu Chỉ mấy tiếng không gặp mà giống Đức Diệp đã đổi phong cách rồi sao Phong cách không nhất định thay đổi Có điều em từ xa tới Anh thế nào cũng phải ăn mặc chính thức một chút chứ Nếu không thì quá thiếu tôn trọng rồi Anh có thể ngồi được không Diệp Dũng đứng trước ghế sofa lịch sự hỏi Trình Cẩm Thiền thu chân lại Vượt ghế phủ hai lớp da lửa định mời y đột nhiên nhớ ra Mình bị bỏ rơi mấy tiếng không một lời giải thích nếu cứ vậy mà bỏ qua trong phải dễ dãi quá sao Em trả tiền vòng rồi Cho nên không gian này do em làm chủ Anh bị liệt vào danh sách khách không được hoan nghênh Không cần phải ngồi đâu Ồ thế thì tiếc quá Diệp Dũng thở dài Vậy trao đổi được không Trao đổi cái gì Trình cầm thiền cố ý gây khó dễ Khẳng nghiệm độ chân thành của y Dùng cái này đổi chỗ ngồi Diệp Dũng tự như hóa phép Tay thoáng cái có thêm một đó hoa hồng chỉ một bông thôi màu đỏ đực hàm ý của nó thì cả thế giới này đều hiểu trình cầm thiền hơi bất ngờ gần ra một chút tôi nhận lấy khẽ người một hơi đồng ý vụ làm ăn này miên cưỡng chấp nhận được diệp dũng đắc ý ngồi xuống các cô gái sẽ không từ chối sự lãng mạn mà người trong lòng tạo ra bông hoa hồng đó cũng xác nhận suy đoán của y ngồi xuống hỏi em đang xem cái gì thế đây là không gian của em câu hỏi phải do em đưa ra Trình cầm tiền chơi đùa Bông hoa hồng trong tay Cường thế hỏi Ok em làm chủ Trước tiên Chẳng lẽ anh không chuẩn bị giải thích à Vì sao không nói ra ờ, uh, Giải thích cái gì Diệp Dũng cố ý Giải thích nguyên nhân anh biến mất Thuận tiện giải thích về mối tình đầu của anh chuẩn giới thiệu gia nhân xem mắt ra sao Rồi giải thích vì sao Khi trăng lên đầu cành Anh lại tặng hoa hồng cho một nữ khách độc thân Chuyện anh cần phải giải thích rất nhiều Cũng rất khó đấy Trình Cẩm Thiền đem hết oán điểm đa Thành khó khăn cho Diệp Dũng Thậm chí cô quyết định rồi Chỉ cần một câu trả lời nào đó không vừa ý cô Cô sẽ đuổi ra ngoài Nữ nhân là động vật cảm tính Một giây trước còn tươi cười đặng đỡ Một giây sau rất có thể đung đung đổi giận Một giây trước còn nhu tình mật ý Một giây sau đang nghiến đang nghiến lợi Nếu như muốn thao túng thân thể nữ nhân Phải thao túng tiêu duy trước Muốn thao túng tiêu duy phải thao túng không khí trong đội Diệp Dũng xoẹt qua kinh nghiệm tán gái từng khổ luyện của mình Y biết trong lòng trình cẩm Thiên có oán niệm Vì thế trong mắt Y ẩn chữ ái náy và vui mừng Làm đá vẻ mặt thay đổi với độ khó cực cao Tự mừng tự ái náy lại vừa ái náy vừa mừng Hơn đỡ đất thản nhiên Đây là điều tiên quyết Nếu không người ta sẽ thấy anh che giấu gì đó Anh không định giải thích Mối tình đầu dù sao đã chia tay Anh tôn trọng cô ấy Đúng là dư tiểu xem mắt cho anh anh tuy từ chối nhưng vẫn tôn trọng ý tốt của bạn bè Còn về nguyên nhân anh biến mất thì anh tốn một tiếng cắt tóc cội đầu Mất hai tiếng mua bộ trang phục này Sở dĩ làm thế đương nhiên là vì tặng một đóa hồng cho một vị khách từ xa tới Nên anh mới xuất hiện trước phòng nữ khách đơn thân Đó, giờ có trong tay em rồi Giải thích mà không giải thích mới có sức thuyết phục nhất Sự thành nhiên này là lời giải thích tốt nhất Trịnh Cẩm Thiên vẫn lời nhắc dựa vào ghế sofa Cô hứng thú nhìn chăm chăm Diệp Dũng Không nhắc tới chuyện giải thích nữa nhưng lại đưa ra vấn đề khó Thực ra anh mặc vest rất có vị Vì sao cứ ăn mặc quê mùa Để người ta nhìn một cái đã thấy ghét rồi Anh là người ta chủ nghĩa thực dụng Thoải mái là được Với lại anh đẹp trai như thế Ăn mặc xuất trúng rồi Chẳng may người theo đuổi quá nhiều Bận không xuẩy thì sao Diệp Dũng làm động tác chỉnh cổ áo Trinh cầm tiên xin si một tiếng Ừ đẹp trai lắm Nên bối bối nhà em mới đuổi theo anh cắn À đúng rồi Em không nói anh quên mất Anh phải cảm ơn bối bối đấy Cảm ơn cái gì Cảm ơn nó sáng tạo cho anh một cơ hội Đáng tiếc bối bối không tới Anh hết cơ hội rồi Một phen tán tình qua lại Lòng ai cũng đó Nhưng đều che đầy Giống như toàn bộ gian tình giữa nam và nữ khi bắt đầu Luôn thăm dò đối phương có chuyện tán tình này Trình cầm thiền thích sự thản nhiên của Diệp Dũng Thích sự trêu chọc mặt dày của y Mỗi lần nhìn đường nét cứ mặt góc cảnh cao tính đó cô luôn nhớ tới lần cưỡng hôn thú bạo bá đạo ấy lúc này trong không gian tĩnh mịch cô càng khao khát nhiều hơn còn trong mắt diệp dũng trinh cầm thiên mặc áo len trắng muốt có người lười nhác ngồi trên ghế sofa và đáo vừa chấm tim mông lỗ đá cặp đôi thon dài trong chiếc quần nhung bó tự như thu kích thích trêu ghẹo y có lẽ là kỹ năng tan cái do lâu không dùng Nếu mỗi lần ánh mắt chạm nhau y đều cảm giác tim đập mạnh hơn mùi thơm thoang thoảng đó Vóc dáng gợi cảm đó cá tính mạnh mẽ đó là sự cam dỗ trong đầu ý lúc này Chỉ còn hình ảnh không thích hợp với trẻ em Bật ra hai người đã lâu rồi không nói gì cả Cứ thế nhìn chăm chú đối phương Kỳ thực suy nghĩ của cả hai đều giống nhau Chỉ có điều vì chưa nếm thử Cho nên không biết tư vị thế nào Không khí dần dần tích lũy tới mức độ bùng phát Thật ra em là người rất nhàm chán Trình cầm thiền khẽ nói Chứ làm ăn chỉ biết làm ăn Có chút thất vọng Có chút ngây ngất trong cảm giác tâm ý tương thông tự hồ cũng lo cảm giác biến mất lại là khô khan vô cùng vô tận trong mắt trịnh cầm thiền đã thích đầy nhu tình anh cũng đang hoang mang vì quá chú ý tới chuyện làm ăn anh bỏ lỡ quá nhiều trải qua buổi chiều suy tưởng triết học diệp dũng đã tỉnh ngộ đó là phải nắm lấy những điều trước mắt như thế cuộc sống mới bớt đi tức núi vì như nương tự giống trước mắt tay y hơi run tự hồ không nghe theo điều khiển nữa đưa tay đột cuộc nắm được quyền khống chế khẽ nâng chất cầm nhỏ như nâng tác phẩm nghệ thuật trình cầm thiên không phản kháng khẽ cắm môi cười nụ cười đó là sự dụ hoặc không ai kiềm chế được nhẹ nhàng tới gần hôn lên cánh môi hồng nhuận chớp mắt ướt át căng bịn mềm mại hơi thở thơm ngát của nữ nhân làm thần kinh của y mê muội hai cánh môi chạm nhau tự hồ như có dòng lũ tuôn trào quấn vắng mọi trở ngại một nụ hôn dài một cứ ôm xiết không thỏa mãn được dục vọng áp chế quá lâu y phục hai bên sục sịch rồi ít dần diệp dũng ôm ghi lấy cô vào lòng cảm nhận ra thịt non mịn nhắn nhội như gấm lụa máu chảy dần dật tím cô đập như trống trận bàn tay thô đáp đầy vết chai đó bút ve tới đâu trịnh cầm thiên run đẩy tới đó khoái cảm khác lạ khiến cô hôn càng thêm điên cuồng ôm diệp dũng hôn trả một cách mãnh liệt cô thích trải nghiệm lại cảm giác dữ dội ngày hôm đó diệp dũng bóp cặp mông săn chắc khỏe quán của trịnh cầm thiên đặt cô ngồi lên đùi mình tay lại vòng ra sau đầu kéo cô sát lại tiếp tục tìm tới đôi môi hồng khiêu gợi áo à lót lòng lẻo rơi xuống trinh cầm thiên biết đây là dây phút sao đoạn bắt đầu có điều lựa chọn của cô là khép mắt lại hưởng thụ kích thích hưởng thụ khoái cảm miệng thốt ra một tiếng rên nhẹ nhũn ra trong lòng diệp dũng mũi phập phồng kịch liệt thần trí mê man mặc chú y xâm chiếm thân thể một tay diệp dũng luồn vào tóc trịnh cầm thiên một tay bóp nặn hai con thỏ trắng bụng mĩm nhưng dục vọng của y chẳng so dịu chút nào nó càng lúc càng nóng càng mất kiểm soát Thế là tay còn lại rời mẹ tóc cô bút ve tấm lưng óng mượt mà Dần dần chuyển xuống dưới Xuân lên cặp mông tròn Rồi rờ đấm lần nì giữa hai cặp đôi dài Á một tiếng đốt cuộc giây phút trong đợi đã tới Trình cầm thiền không ủy khuất bản thân phát ra tiếng kêu thỏa mãn Đèn tắt rồi Diệp Dũng không ra Tứ Mộ Hiền nấp sau một căn nhà gỗ chố mắt Nhìn thời gian từ lúc tiến vào tới giờ chưa tới nửa tiếng Lòng hắn thầm nghĩ nhanh thế mà đã lên giường rồi làm thế nào được vậy không thể nào con sớm mà chửi mắng vài câu nhưng mà thấy lão đại lẻ lo một mình lại đáng thương chớp mắt lại nghĩ nương tử dấm xinh đẹp như vậy mà rơi vào tay diệp cao rồi tiêu hoa nhài cắm bãi cứt châu làm ăn thấy chua chua đột nhiên di động đeo tương mụ hiền bội bỏ chạy vừa chạy vừa giải thích với vợ không biết anh ấy chưa về chưa về thật mà em đâu phải không biết anh ấy có bao nhiêu anh em nói không chừng là kiếm ai đó uống say rồi làm sao anh tìm được Đúng đúng Em mà cùng bí thư đi Anh trông chạy giúp em đêm nay Khó khăn lắm mới đối phó được với vợ Cúp điện thoại rồi Ngay cả tư mộ hiền cũng không hiểu vì sao mình lại nói dối như thế Trong lòng hắn Hắn thấy vương hoa đình đoan trang hiền thục Mới thích hợp với lão đại Có lẽ vì sư tỷ như tiên nữ suốt trần kia cũng không tệ Nhưng nương tử giấm trung hoa khắc nghiệt Không làm người ta thích Nếu mà thành nương tử thật Còn không phải sẽ bảo diệp ca như người ở đang lo lắng cho tương lai của Diệp Dũng, điện thoại lại tới, vừa thấy là Tống Tư Oánh, hắn thậm chí nghĩ Diệp Ca cùng Tống Tư Oánh thành một đôi cũng không tệ. Tống Tư Oánh ở đầu kia hỏi: "Diệp Dũng đã về nhà chưa? Sao tôi gọi điện thoại không được? Có biết anh ấy ở đâu không?" Tư Mộ Hiền rất nghiêm túc, rất trinh trọng nói dối. "Không thấy, buổi chiều anh ấy đi rồi không về nữa, có chuyện à? Chắc chắn là có chuyện rồi. À đúng rồi, hình như anh ấy nói tối không về, không cần tìm đâu Chắc hẳn không tìm được Có khi anh ấy rút trong hẻm núi nào đó bắt gà rừng Lại đối phó một bên nữa Khi hắn quay đầu nhìn Căn nhà gỗ kia đã bao phủ trong bóng tối E là trong bóng tối đó lại hừng hực lửa cháy Tư Bộ hiền chép miệng Chẳng biết là tư vị gì Trên đỉnh hưởng má trải Trời sáng đầu tiên của ngày mới luôn tới nơi này trước Dịp Dũng mở mắt ta nhìn thấy bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ Ý biết thời tiết hôm nay sẽ rất tệ Ngày mà người mê trượt tuyết mong đợi nói không chừng sẽ tới Tới đồi, quả thực là tới đồi Kéo tấm đèn mỏng, dưới nền trời u ám là những bông hoa tuyết lất phất Mặt đất đã tích một lớp màu trắng mong mỏng Chẳng bao lâu thế giới được trang điểm thành sắc trắng Trong tầm mắt có một nhóm người trẻ tuổi và công cụ trượt tuyết xuống núi Mùa đất khách nhất của khu trượt tuyết tới đồi Tuy thời tiết không tốt nhưng tấm đường diệp dũng rất tốt Đây là mùa hoàng kim sẽ đem lại trung hưởng mái trại và nhà gỗ không ít thu nhập phải rồi nghĩ cái này làm gì chứ bây giờ có cần đau đầu lo kiếm tiền nữa đâu diệp dũng quay đầu lại nhìn thân Đình là lướt của trịnh nương tử dưới chăn chỉ lộ ra mái tóc dài cảnh này mà nghĩ tới tiền thì tục quá y mở hé hé cửa sổ hai chậu giữ nhật không tệ nhiệt độ trên hai mươi độ c mặc áo đơn cũng không thấy lạnh hai chậu vạn liên thanh ở bệ cửa sổ đã đóng lớp băng mỏng ngón tay y lướt qua ướt ướt như môi mỹ nhân xoay người thu dọn quần áo bừa bộn khắp phòng lấy từ tủ tướng ra một cốc nước quả đổ nước nóng hầm nóng đặt ở đầu giường kéo góc chăn chuẩn bị chui vào ngủ nướng y ngẩn ra dưới mái tóc đen nhánh trinh cầm thiên ngủ đất say làn da trắng muốt khuê đa không so chút nào chỉ mặc một chiếc quần lót đen màu da Lộ mông đang ngoài mép quần nằm úp lên trên chiếc giường hoa lệ cặp mông vừa tròn vừa vành làn da trong ánh sáng mơ mơ buổi sáng ánh lên màu trắng làm máu trong người diệp dũng sâu sung sục không nhìn được chui xuống đưa tay vuốt ve bờ mông đó trình cầm thiên mơ hồ phát ra tiếng mơ ngủ vươn tay ra kéo diệp dũng vừa đầu vào lòng y ngủ tiếp Còn sâu lời này diệp dũng cười thâm trời đã sáng nhưng hứng thú của diệp dũng không giảm Lén lén vén chăn ra thưởng thức thân thể ngọc ngà hôn lên cánh tay trần hôn khắp thân thể thơm thấu ấy ngậm lấy nụ hoa anh đào đã săn cứng kiêu ngạo nhô lên hai tay kéo quần lót trịnh cầm thiên xuống úp mặt vào giữa hai bờ mông tròn trịa tán thường làn da mịn màng tay lén lút tay hai chân cô ta từ cảm giác cửa chỗ đứng tư đậm đạp chát tay bị đánh rơi trinh cầm thiên cười phi một tiếng vội kéo chăn lên bao bọc thân thể kéo giật dũng liền mấy cái cười khanh khách giật dũng bị bắt quả tang cũng không xấu hổ đưa tay ôm trọn người ngọc ba long tay tìm lấy chỗ thoải mái nhất để nắm lấy vừa mẫn mê vừa nói bên ngoài trời có tuyết đấy á à, hồng đôi không thấy chấn được nữa Trình Cầm Thiên vừa nghe liền nghĩ tới ngay vấn đề đi lại Vậy ở thêm vài ngày Để tuyết dừng hãng đi Diệp Dũng nói Trình Cầm Thiên chờ mình Thành tư thế mặt đối mặt với Diệp Dũng Cô ngồi trên nhìn xuống Diệp Dũng Không muốn em đi à Ừ tất nhiên rồi Diệp Dũng gật đầu Trình Cầm Thiên nhìn sâu vào mắt y Tự hồ muốn đánh giá thành phần chân thật trong đó là bao nhiêu Có lẽ rất nhiều Ít nhất khi làm tình cô cảm thụ được Diệp Dũng rất say mê, rất một lòng Cô mỉm cười muốn rơi dương Diệp Dũng kéo lại, đè xuống, hôn nhạy lên môi cô Từng cái từng cái một Chúng ta có phải phát triển quá nhanh được không? Trình cầm thiền không chắc lắm, mọi thứ tươi quá đột ngột Không nhanh, chúng ta đã quen nhau nửa năm rồi còn gì Với anh chuẩn bị chưa, định đối xử với em ra sao? Giữa hai chúng ta thì anh là lọ lem đôi, rồi em quyết cả đấy Diệp Dũng khẽ nhéo cằm trên Cẩm Thiền Đó là chỗ mất cân bằng của bọn họ, cũng là điều mà tất cả Bạch Phú Mỹ đều băn khoăn. Các cô hy vọng mình có được tình yêu đích thực lại không xung đột với tài phú của mình sở hữu. Trình Cẩm Thiên phát hiện ánh mắt Diệp Dũng khi nói câu đó rất giàu hoạt. Cô hiểu tâm tư của mình không che giấu được chàng trai này, vì thế tự làm nũng cắn lên vai Diệp Dũng. Diệp Dũng phối hợp kêu đau, Trình Cẩm Thiên đắc ý, bên mặt lên cao ngạo tựa nữ vương. với em quyết định lại lần nữa Wow em vẫn muốn à Làm tình không thể như làm ăn Tham quá không tốt Diệp Dũng làm đáp vẻ sợ hãi Cũng hơi sợ thật Đêm qua mấy lần chẳng nhớ nổi Em thích đấy Em làm chủ Anh phải nghe em Lát nữa anh phải kêu đấy Trình Cẩm Thiền cười khu khích chỉ huy Hả Diệp Dũng hám mồm kinh ngạc Có cô gái kiểu này à Vạc đá đập chân mình đôi Chờ thân trần Trình Cẩm Thiền cử động Cô dùng chỗ Riêng từ ướt át của mình Cọ vào chút mềm nhũn của Diệp Dũng Diệp Dũng cảm nhận được thư kém gọi của mình bị khiêu khích ngẩng đầu lên đôi bất tình lệnh ý dâu kêu hự một tiếng, chỉ thấy cảm giác ấm ấm biến thành nóng rực, bị bọc trong không gian ẩm ướt siết chặt. Kêu không tệ, kêu tiếp đi. Trình cầm Thiền khẽ nâng cặp mông tròn đầy nhục cảm lên một chút, đợi khi Diệp Dũng chịu kêu mới hạ mông xuống, mông eo nhạy nhàng chuyển động. Ngoài phòng sắc tuyết thêm dày, trong phòng sắc xuân đã đậm, một hồi tấu khúc khoan khoái vang lên liên hồi. Đâm đâm đầm Tổng tư quán đi giày ông cao ra sức đá cửa ngõ không được liền đá Khó khăn lắm mới đợi được xe dọn tuyết trong thôn Mở đứng lên núi Liên hệ với Lưu Thi Vân nhưng không tìm được Diệp Dũng Cô không yên tâm Liền lên núi không ngờ thấy Tư mộ Hiền Ở nơi chiêu đái gõ cửa ngay chơi sau lưng có người gọi Tư Mội Hiền từ nhà thím béo đi ra Từ xa vệ tay chắc là kiếm chỗ ăn sáng Vừa mới chạy tới cô đã xúc đột hỏi ngay Có thấy Diệp Dũng không Không thấy Tư Mộ Hiền nói dối không trước mắt Không thấy thật à Thế thì hỏng rồi Tuyên lớn như thế này nếu bị kẹt tờ sau núi thì làm sao Hay là gọi người đi tìm đi Mau mau thông báo mọi người đi tìm Tống Tư Hoành nói xong lao rút điện thoại ra Tư Mộ Hiền giật mình Nếu đám khôn kiếp đó tướng thì lão đại mất mặt lớn Bội ngăn cản Tư bánh Cô đừng sốt ruột đợi thêm chút nữa Không chừng sẽ có tin đấy Diệp ca rất am hiểu đừng núi quanh đây Từ nhỏ anh ấy sống ở nơi này Nhắm mắt cũng có thể đi về Cậu nói nhẹ nhàng thật đấy Chẳng phải xảy ra chuyện mà không ai biết cả thì sao Tổng tiêu ánh nổi giận mắng hiên đệ Bớt chân nhận ra không đúng Tên này nói chuyện quanh co Không giống thường ngày thẳng thắn quân tử Cô sinh nghi Tống ngay tư mộ hiền Cậu giờ cho biết tôi đấy phải không Đốt cuộc là sao Ai là thế này Cô buông tay ra tụi tôi nói Nét mặt tư mộ hiền biến đổi mấy lần Tống Tử ánh càng nghi hơn Cô vừa buông tay tư mộ hiền lại giờ thủ đoạn không phải tôi không nói cho cô Là do lão đại an bài Không thể tiết lộ hành tung của anh ấy cho bất kỳ ai Tôi không thuộc vào cái phạm vi bất kỳ ai đấy à Tống tư ánh chỉ bản thân Lờ giận cao vút Tư mộ hiền sợ cô chút giận lên mình Đưa mắt về căn nhà gỗ không có đồng tính gì kia Lắc đầu Không không tư ánh Cô đương nhiên có thể biết Nhưng người khác không thể biết Chuyện này tôi xem thời gian đã À 9 hai 20 Lão đại nói nếu trước 10 giờ anh ấy chưa về Thì đem hành tung của anh ấy nói cho cô Một mình cô thôi Anh ấy tin cô nhất đấy Nói cứ như thật Dấu yên được tống tư oánh Từ mụy hiền mời cô vào phòng chiêu đãi Để cô chơi máy tính tiêu khiển Tống tư tổ oánh trong lòng có tâm sự Gõ máy tính cành cạch như chút giận Chưa bao lâu đã mất kiên nhẫn hỏi Đốt cuộc là sao Cậu trai giấu chuyện gì đúng không Tôi có gì mà che giấu chứ Đó là chuyện của lão đại Cô cứ hỏi anh ấy Tư mộ Hiền đứng ở cửa thi toàn nhìn về phía căn nhà gỗ Anh ấy sắp về rồi Một lát nữa mà không về Cẩn thận tôi xử lý cậu Tấn Tùng Anh nhấn lại Sắp tới cực hạn rồi Nếu không về tôi nhất định để cô xử lý Tìm được thì dễ thôi Tư Mộ Hiền chỉ sợ bị lão đại xử Đối với lão đại chìm đắm trong bị xác Tư Mộ Hiền cũng thông cảm Không thông cảm cũng không được Chẳng lẽ đá cửa xung vào bắt gian à 5 phút, 10 phút, lại qua một lúc nữa Tống Tô tổ Ánh thực sự không ngồi yên được Vỗ bàn đứng dậy đùng đùng nổi dần đi tới tóm cổ Tư Mộ Hiền lần nữa Đừng dựa cho biết tôi Đốt cuộc là đi đâu rồi Nói cho tôi biết ngay bây giờ Nếu không tôi cho cậu biết mặt Có tin tôi đánh cậu một trận không Cô gái này hồi xưa Dám dẫn một đám nữ sinh đi đánh nhau Tư Mộ Hiền tin chứ Đang định kiếm cớ thì khoe mắt Thấy cửa nhà gỗ mở ra Hắn thở vào Đốt cuộc cũng về rồi Đâu Tống Tô tổ Ánh nhìn xuống núi phía kia nhà gỗ lớn đấy đúng là xuất hiện đôi diệp Dung đang từ căn nhà gỗ đi ra vươn mình vặn lưng Tổng tử oánh vui mừng chạy tới từ mộ hiền ngăn cản tử oánh nghe tôi nói một câu đừng lỗ mãng đi tới chẳng may xảy ra chuyện tôi lo cho an nguy của cô đấy xảy ra chuyện gì chứ Tổng tử oánh trừng mắt với tư mộ hiền cậu có bệnh à không thèm để ý không ngờ vừa đi được hai bước đã xảy ra một chuyện mặt trố ra chân trượt đi thiếu chút nữa ngã lăn ra đất vừa á một tiếng thì tư mộ hiền đỡ lấy dìu về phòng chiếu đãi tống tư oanh nhưng gặp ma giữa ban ngày tư mộ hiền khuyên hít sâu từ từ thở ra đừng khẩn trương cô nhìn thấy không phải tôi nói đâu nhé tống tư oanh mắc nghẹn ở lồng ngực mãi mới thở được thở dốc lại thổ đầu ra ngoài nhìn lên núi diệp dũng đứng ở dưới mái hiên trinh cầm thiên cầm bình nước quả đón hai cốc hai người thân mật ôm nhau đứng nhìn cảnh tuyết rơi thì thầm to nhỏ còn tình tứ hơn cả hai vợ chồng Té đa cả đêm không tìm thấy là do từ đây chơi trò tình một đêm Tổng tư anh giận tiếng mức không thể tóm được y đá vài phát Đương nhiên không tiếng mức sung lên chất vấn Nhưng vẫn phải có chỗ chút giận Đứng lại Tổng tư oánh qua tư mộ hiền Thấy tình hình không ổn Đang định chuồn Cô kéo người mặt âm trầm chỉ lên trên Đi gọi anh ấy xuống đây Hả làm sao tôi dám đi Tư mộ hiền trột giả À làm quy nô không tệ Cậu mà không gọi anh ta xuống có tin tôi gọi hết người giữ lũ lên có tin tôi nói với mọi người là cậu mách lẻo không tống tư bánh đe dọa tư mộ hiền trố mắt mồm đang ngét hắn đã biết dính vào mấy chuyện này sẽ không hay ho gì đâu mà sao cô cứ gây khó dễ cho tôi lại không phải tôi làm chuyện xấu Mưa là vừa là nhài vừa đã ngoài có điều với tư mộ hiền mà nói tuy không tí mức giúp người ta thành chuyện tốt thì cũng không làm kẻ xấu phát chuyện tốt của người ta Hắn nghĩ rất lâu cuối cùng nghĩ ra cách trung gian kiếm khách sảnh ra bộ dọn tuyết đi lên núi Con cưới đất bình thường gọi diệp dũng lão đại giúp dọn tuyết đi nó không chừng hôm nay có khách tới khu chùa tuyết chắc chắn là tấp nập vài ngày ờ anh biết rồi diệp dũng nâng cốc lên lớn tiếng đáp quay sang ghé tai trịnh cầm thiền nói gì đó tự như tình nhân thân mật như vợ chồng quân quyết không rời lát sau diệp dũng một mình từ nhà gỗ đi ra từ Mộ hiền ta hiểu chỉ chỉ nhà gỗ rồi vứt sành chạy vào đó Diệp Dũng lúc này mới nhớ ra là mình tắt máy, vừa mở máy vừa đi xuống, một đống tin nhắn ập tới, gần như là đều của Tống Tư Oánh. Y không xem cho luôn vào túi, không ngờ vừa vào cửa thì sầm, cửa đóng lại, Tống Tư Oánh đẩy y vào góc nhà. Anh thật lưu manh, người ta vừa từ xa tới, anh đã lừa lên giường rồi. Tống Tư Oánh mắng thẳng, giọng điệu đau lòng vô cùng. Tư Mộ Hiền giúp. Đúng thế lão đại, em che giấu cho anh tới khổ cả tối bao nhiêu người tìm anh, Em thiếu chút nữa bị tư oánh đánh một trận Đáng đời cậu Càng sống càng đi xuống Sắp bằng lô đệ bằng rồi đấy Chuyện tử tế thì không làm Tổng Tư tổ oánh mắng cả tư mộ hiền Tư mộ hiền nín khẽ Đúng là hết chữa rồi Diệp Dũng cười ha hả Làm sao làm sao nào Chúng tôi hai bên tình nguyện Sao lại gọi là lưu manh Tôi thích cô ấy cô ấy thích tôi Sau đó qua đêm cùng nhau thì sao Tôi lấy làm lạ đấy Sao nhìn tôi với ánh mắt thù hận thế Tư oánh không phải cô luôn khuyên tôi nghĩ toán một chút quên đi quá khứ sống cuộc đời mới à hiện đại không phải hôm qua cậu chúc phúc anh sao anh thấy cậu hiểu anh nhất mà đúng không em từ mỗi hiện đắng biển vỗ vỗ má mình sai sai quá sai rồi tổng tư của anh nghiêm túc mắng được thế cũng tốt tôi còn tưởng anh là người trung tình té đa tôi nhầm rồi anh là thứ xấu xa luôn là như thế mà tư anh cũng muốn giới thiệu người cho tôi tôi nhận ý tốt này có điều chuyện này người khác không giúp được Cảm ơn cô Diệp Dũng nói rất đàng hoàng Tống Tư tổ Oánh không thèm để ý Mà chẳng hiểu sao nhìn thấy Trịnh Cầm tiền Làm cô thấy chua chua Khịt mũi cười mỉa Mời chúc mừng anh có niềm vui mới rồi Có điều nếu tôi nói mi nữa mà hôm qua tôi muốn giới thiệu cho anh là ai Chẳng biết anh còn hối hận không Hối hận à Có gì mà phải hối hận Thế hả à? Cô gái hôm qua tôi giới thiệu từ hạ môn tới Họ tả tên Hy thi Dĩnh Diệp Dũng chố mắt buột miệng Cô nói linh tinh Nói linh tinh là sổ trừng của anh chứ Tự xem đi Tống tư oánh đốt di động mở đáp một tin nhắn Diệp Dũng sững người Đúng là sư tỷ gửi cho tống tư oánh Nói 25 tháng chạp tứ lộ châu Nếu tiện thì gặp nhau Y xem mà choáng Tống tư oánh cướp di động định bỏ đi Diệp Dũng ngăn lại hỏi Đối cuộc là sao Tống tư oánh kể lại quá trình liên hệ với tài hy dĩnh còn mượn cớ mắng Diệp Dũng là thứ bội tình bạc nghĩa Diệp Dũng không ngờ chuyện lại là như thế Liên tục vũ trán có chút bực mình Sao cô không nói với tôi là ai Tôi còn nghĩ cô kéo bừa một người nào tới Tôi tất nhiên không để ý rồi Làm sao mà nói được Khi tôi gọi điện thoại thì chị ấy ngồi ngay đối diện Tôi có thể nói sao Tiền khốn kiếp anh thân đầy vấn đề Lại còn từng bao trại Người ta chịu gặp anh đã khiến tôi phí bao nước bọt rồi Khó khăn lắm mới kiếm được cái cớ Định khiến anh bất ngờ anh không gặp thế thì tốt người ta khỏi suy nghĩ tống tư oánh đùng đùng nổi giận có điều cũng không tệ anh bừa bãi lên giường với nương tử giấm còn hơn suốt ngày ngẩn ngơ như thằng ngốc chuyện này diệp dũng trách ai được tự tới đấm vào tường giữ mình như giữ ngọc bao nhiêu lâu từ lúc quan trọng nhất thì đánh mất tiết tháo diệp dũng tự tìm muốn thúc đầu vào tường phát tiết cả đêm tới giờ còn chưa phát tiết đủ à tống tư oánh chẳng ngại chay hay mặn mắng chẳng lẽ trần chuồng làm lưu manh cả đêm Mặc quần áo vào lên thành tình lang chứ Chơi tiếp đi chơi cho sướng đi Thèm vào quản chuyện của anh tôi đi đây Nói rồi tức giận đá cửa hậm mực bỏ đi Diệp Dũng đếm cửa một lúc Chuyện trùng hợp này làm người ta đau bi hết sức Nhưng chỉ có thể trách bình, chưa trách ai được Bực bội hồi lâu định bỏ đi Diệp Dũng chợt phát hiện tư bộ hiền trốn ở bên cửa cười trộm nãy giờ Giận cả chém thớt Lại đây cười cái bòi Không cười không cười Ai cười chứ à Lão đại thực ra em rất đồng tình với cảnh ngộ của anh tư mộ hiền mặt vẫn cười đi tới dìu lão đại lấy lòng diệp dũng vào đầu bứt tóc kể từ hôm qua tiến ninh dài đi rồi anh một mình đi trên phố đất lâu anh nghĩ quá khứ nên bỏ qua còn người phải sung thực tế một chút giữ lấy thứ ở trước mắt Cậu nói anh nghĩ có đúng không tư mộ hiền thông cảm đúng em thấy nghĩ thế là đúng đấy Diệp Dũng muốn thuyết phục bản thân Nhưng thuyết phục không nổi Mặt mày đau khổ Ai mà biết chị ấy tới Nói không chừng còn có cơ hội bắn hồi Giờ thì hay rồi Không đúng Vẫn còn cơ hội Chuyện này ngăn bắt lần Đừng nói với ai đấy Từ mỗi hiện cầm đến Không biết nói lão đại của mình ra sao Cảm thấy tống từ Oanh mắng cũng đúng lắm Lão đại trong phải thứ tử tế gì Mà nghĩ lại Lão đại tử tế bao giờ chứ Diệp Dũng bực mình mắng Sao không nói Hôm qua cậu ủng hộ anh lắm mà Giờ vẫn phải ủng hộ anh chứ Hôm qua em nói thế nào Từ mỗi hiền nghĩ lại chuyện đó mà y đăng Cậu nói Cậu nói là hiện giờ mục tiêu đó đang rồi Cô ấy từ xa tới tìm anh Chúc phúc cho anh nữa mà Đúng thế nhưng mà em không nói nương tự giấm Mà một người khác Từ đất xa về muốn gặp anh Hai chúng ta đều nghĩ chạy cướng Ai Dịp Dũng ngỡ người không nghĩ ra là ai Vương Hoa Đình cô ấy về rồi Tối qua cô ấy ở đây với Thúy Vân Nhưng mãi không liên lạc được với anh Từ mỗi hiền cứ như sợ Diệp Dũng Còn chưa đủ thương tâm còn bổ sung Em thấy trong lòng cô ấy chưa quên được anh Vừa về Lộ Châu lập tức đi tìm anh Chỉ là nếu cô ấy biết đêm qua anh ôm Một gia nhân khác ngủ chung Thì sẽ có cảm thụ gì đấy nhỉ Diệp Dũng choáng váng, Hết còn tức giận được nữa đôi Dựa vào vách tường gỗ chán nản ngồi xuống Mắt thất thân nhìn chân nha Giờ không phải chuyện đau bi nữa Mà là, mà là nát luôn bi rồi Lão đại có một câu này Dù anh đá em vài cái em cũng phải nói Tư mộ hiền ngồi xuống bên Diệp Dũng khuyên Anh không làm gì sai cả Thứ ở trước mắt phải biết nắm lấy Nếu không thì quá ủy khuất bản thân Nhưng mà suy nghĩ của anh có sai lầm Em bồi phục thái độ của anh với tiền Rất đúng mực Làm sao với nữ nhân thì anh lại không nắm giữ được bản thân Còn mẹ nó Anh quyết định rồi Giữ lấy một người không nghĩ tới người khác nữa Diệp Dũng vừa mới nhiên đăng hạ quyết tâm Thì như có ai chơi ác ý Di động đeo vừa lấy ra xem Mẹ nó đại trung phu sợ gì không có vợ Làm sao để mấy cô gái làm cho chóng mặt như thế Không nghĩ nữa Lát nữa anh dẫn nương tử dấm đi ngắm cảnh tuyết Hả điện thoại của giáo sư tả Lê Thề vừa nói ra sụp đổ Diệp Dũng ngơ ngẩn nhận máy Vừa nghe tả nắm mạ nói muốn gặp mình Cúp điện thoại nắm vai tư mộ hiền Hiền đệ giúp anh chuyện này được không Bảo em giữ chân nương tử dấm chứ gì Đúng, giáo sư Tà tìm anh, anh đoán bác ấy có chuyện nhờ anh làm, em tiếp nương tựa giấm cho anh, thảo luận đóng gói sản phẩm và phong tục dân gian gì đó, nhờ cậu đó lát nữa anh về. Được không thế, lão đại, chuyện này phải nói thế nào đây? Anh đi tìm sư tỷ tì, lại bảo em dỗ dành tình nhân khác. Ấy, anh đừng đi. từ Mộ Hiền gọi với theo, Dịp Dũng chạy biến mất rồi. Lát sau từ trong nhà gỗ bội bội vàng vàng xuống núi Không quên dặn hắn giữ trịnh cầm thiền lại Chuyện này làm Tư Mộ Hiền cũng muốn kiếm bức tường để đập đầu vào Người ta thì lôi mỹ nhân lên giường ngủ sau đó phủ đít bỏ đi Còn mình thấp thỏm cả đêm Giờ đi dỗ dành hộ người ta Đã thế lại không thể không làm Đợi một lúc sau Hắn đành lên nối tam trịnh cầm thiền Không ngờ nương tử giấm cũng có mặt điềm đạm Đang ngồi đối diện với lò sưởi dùng lá laptop Tươi cười chào hỏi hắn Hai người trò chuyện với nhau Chỉ một lúc khiến Tư Mộ Hiền tiếp nhận không ít kiến thức mới mẻ Phải nhìn nữ cường nhân thương nghiệp này với cả mắt khác có điều thế thì hắn không hiểu Sao một đóa hoa xinh đẹp thế này Cứ tuyệt cắm vào phân trâu Hắn biết lão đại lắm bề ngoài nhìn thì dâm Bên trong thì sắc Nó không chừng lúc này đang nhìn sư tỷ chảy nước rãi Lại còn vương hoa đình nữa chứ Chỉ nghĩ tới thôi là hắn thấy có lỗi với người ta Ôi lại một bông hoa tươi khác Các bạn vừa nghe xong Tập số 67 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu trí của sự dân đọc của Thanh Bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại